Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Dư luận cả nước trong những ngày gần đây đang nóng lên trước vụ bắt cóc trẻ em tống tiền mà nạn nhân là cháu bé chỉ mới 21 tháng tuổi. Đối tượng gây án được biết từng là người giúp việc cho gia đình. Sau khi nghỉ việc, người nhà vẫn thuê người phụ nữ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Nghi phạm được xác định là Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, là giúp việc được gia đình cháu bé thuê đưa đón đi học, đã bắt cóc, nhẫn tâm xuống tay với cháu bé. Sau đó, thi thể cháu bé đã được phát hiện tại một ao cá ở tỉnh Hưng Yên. Trước vụ việc trên, đã từng có nhiều vụ việc liên quan đến tấn công trẻ em do các bảo mẫu và người giúp việc thực hiện đã xảy ra và gây chấn động dư luận. Nhiều trường hợp đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 21 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên cùng lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, trú ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, là nghi phạm bắt cóc cháu bé gái 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Công an bước đầu xác định Giáp Thị Huyền Trang được gia đình bé gái ở một khu đô thị tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm thuê để đón cháu hàng ngày từ trường mẫu giáo về nhà vào mỗi buổi chiều. Trong quá trình làm việc, Trang đã bắt cóc cháu bé gái và ra tay tàn nhẫn với nạn nhân. Theo đó, khoảng 17 giờ 4 phút ngày 19 tháng 9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, điều khiển xe máy đi đến trường học của bé gái 2 tuổi để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, nghi phạm điều khiển xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tiếp đó, Trang nhắn tin cho gia đình cháu bé thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con. Trong thời điểm này, Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay với cháu bé dưới ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, nghi phạm điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay, hòng nhằm che giấu hành vi phạm tội và bỏ trốn. Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi dưới ao thả cá cánh đồng thôn Nhạn Tháp. Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra xác minh, làm rõ. Về nhân thân nghi phạm, một lãnh đạo xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, Giáp Thị Huyền Trang chưa lập gia đình, cũng chưa có tiền án tiền sự. Gia đình Trang ở quê, nằm trong diện thuần nông, bố mẹ nghi phạm có 3 anh em, Trang là chị cả. Theo vị lãnh đạo xã này, Trang từng tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng chưa xin được việc. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên xin nghỉ việc để đi làm công nhân. Qua nắm tình hình ban đầu, Trang có vướng vào nợ nần trong thời gian ở địa phương, lãnh đạo xã thông tin. Ngày 20 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên điều tra nguyên nhân tử vong của một bé gái 21 tháng tuổi ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, tổ chức truy bắt nghi phạm gây án là người giúp việc cũ trong gia đình cháu bé. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị bắt cóc tại một khu đô thị cao cấp ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Sau đó, nghi phạm đưa nạn nhân rời khỏi khu vực trên và bỏ lại tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên rồi bỏ trốn. Thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 17 giờ chiều 20 tháng 9, hàng trăm người dân tụ tập tại khu vực thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để theo dõi lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc trên. Hiện trường cũng đã bị phong tỏa ngay lập tức. Lực lượng chức năng gồm cảnh sát, y tế, kiểm sát viên đến chiều tối cùng ngày vẫn đang làm nhiệm vụ. Rất đông người dân tại địa phương tụ tập quan sát, bàn tán. Bà B, tên viết tắt, người dân thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở cho biết, khoảng 17 giờ hôm 19 tháng 9, người thân của bà nhìn theo một cô gái khoảng 25 tuổi đi xe tay ga chở theo bé gái di chuyển theo hướng đi ra nghĩa trang thôn Đồng Quê. Bà B kể lại, người thân của bà có hỏi cô gái đi đâu thì cô gái này nói chở cháu bé đi mua thuốc. Lúc đó bé gái khóc rất nhiều. Cũng theo bà B, khi được người dân chỉ đường ra hiệu thuốc thì cô gái này di chuyển về khu vực cánh đồng cạnh kênh Tây thuộc thôn Đồng Quê. Bà B nhận định nhiều khả năng cô gái này đã gây án tại đây. Theo lời kể của một người dân khác, sau khi cô gái đi xe máy đến chợ Mễ Sở để mua quần áo, thời điểm này quần áo của cô gái ướt hết. Sau khi thay quần áo mới, cô gái này di chuyển về bến đò Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để lại xe máy rồi đón taxi di chuyển đi nơi khác. Còn theo ông T, tên viết tắt, chủ hàng tạp hóa nhớ lại, khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 9, ông vô tình bắt gặp một cô gái đi xe máy màu trắng, chở đằng trước là một bé gái. Cô gái này hỏi đường đi chợ Mễ Sở. Sau khi xem hình ảnh nhận dạng của nghi phạm, ông T xác nhận cô gái ông gặp trước đó chính là người bắt cóc bé gái 2 tuổi trên. Nhìn nhận vụ việc trên, một chuyên gia pháp lý cho biết, theo thông tin ban đầu, nghi phạm lợi dụng việc gia đình thuê đưa đón cháu bé đã nảy sinh ý định bắt giữ cháu bé để nhằm mục đích đòi tiền chuộc là 1,5 tỷ đồng. Hành vi của đối tượng là rất táo tợn, dã man, tàn ác khi lợi dụng lòng tin của gia đình lên kế hoạch bắt giữ cháu bé để đòi tiền chuộc.
Mặc dù gia đình đã cố gắng chuyển 350 triệu đồng cho đối tượng, nhưng vì lòng tham vẫn không chấp nhận trả cháu về cho gia đình. Trẻ em là người yếu thế và là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em, đặc biệt là quyền sống, sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật. Với tội danh trên, theo điểm A khoản 4, điều 169 Bộ Luật Hình sự, đối tượng có thể bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Thông tin từ báo Công an Nhân dân về vụ bắt cóc mang rờ xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Thông tin ban đầu, gần 17:50 ngày 19 tháng 9, điện thoại của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đổ chuông. Ở đầu dây bên kia là lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, thông tin báo cáo trên địa bàn xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, tất cả đội điều tra trọng án và nhiều đơn vị trong Phòng Cảnh sát Hình sự đã được huy động, nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ Công an huyện Gia Lâm điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Công an các quận huyện giáp ranh với Công an huyện Gia Lâm cũng được huy động phối hợp truy tìm đối tượng, giải cứu cháu bé. Quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội xác định nghi phạm gây án là Giáp Thị Huyền Trang. Trang được gia đình cháu bé thuê để đón cháu hàng ngày từ trường mẫu giáo về nhà vào mỗi buổi chiều. Khẩn trương rà dựng các hướng di chuyển của đối tượng, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng liên hệ với Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị phối hợp hỗ trợ xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang. Qua truy xét, khoảng 11:30 ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện cháu bé tại một ao cá ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trong tình trạng đã tử vong. Là người cuối cùng nhìn thấy cháu bé bị Giáp Thị Huyền Trang đưa đến khu vực này, ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang rơm rớm nước mắt khi thuật lại giây phút đối mặt với nghi can bắt cóc cháu bé. Hơn 17 giờ ngày 19 tháng 9, sau khi kết thúc công việc đồng án, ông Thanh trở về nhà. Trên đường đi, ông thấy một người phụ nữ điều khiển xe máy Honda Lead màu trắng chở theo một cháu bé đi theo hướng ngược lại. Ở khoảng cách chừng 3 mét, người phụ nữ cất tiếng hỏi ông đường ra chợ Mễ. Lúc này ông Thanh nói cần phải đi theo hướng ngược lại mới đúng. Người phụ nữ này không nói gì, dừng xe rồi bế cháu bé ngồi lên phía trước xe máy, quay đầu xe đi thẳng. Ông Thanh thấy cháu bé khóc lớn, giằng khẩu trang, mũ ra ngoài. Người phụ nữ cất tiếng dỗ dành và nhanh chóng tăng ga xe bỏ đi. Sau khoảng vài chục mét đi cùng đường, ông Thanh rẽ sang một con đường khác để về nhà. Khi hay tin dữ xảy ra, ông Thanh không kìm được nước mắt tự dằn vặt bản thân đã không biết được sự việc để ngăn chặn. Khi gia đình cháu bé đến hiện trường vụ án mạng, ông Thanh đã cùng với gia đình làm các thủ tục theo phong tục cho cháu bé. Trở lại với quá trình điều tra vụ án, qua điều tra, Công an thành phố Hà Nội xác định vào khoảng 17:04, đối tượng mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, điều khiển xe máy đi đến trường học của cháu bé để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, đối tượng điều khiển xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhiều phút sau, đối tượng mới nhắn tin cho gia đình cháu bé để thông báo đã bắt cóc cháu và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con. Tuy nhiên, theo điều tra của cơ quan công an, trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc, nghi can Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay với cháu bé ở dưới ao. Sau đó, đối tượng điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay, hòng che giấu hành vi phạm tội và bỏ trốn. Một trinh sát trong đội điều tra trọng án của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội phẫn nộ cho biết, thời điểm nhận được thông tin tìm thấy cháu bé đã tử vong, lúc này chúng tôi đang bủa đi khắp nơi tìm kiếm, anh em khựng lại trong vài phút, không bước nổi vì quá đau đớn và phẫn nộ. Từ khi nhận được tin báo của Công an huyện Gia Lâm, tất cả các đơn vị đều như chạy đua với thời gian để điều tra, tìm kiếm cháu bé với hy vọng sẽ tìm thấy cháu nhanh nhất, giải cứu cháu bé an toàn. Dù đã đặt nhiều tình huống xấu khác nhau để có phương án xử lý, nhưng khi đó gần như khó có ai có thể nghĩ đối tượng lại có thể nhanh chóng nhận tâm với cháu bé giả mang trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc từ phía gia đình nạn nhân. Tới thời điểm này, sau hai đêm thức trắng, những người lính trọng án và các đơn vị phối hợp vẫn đang tập trung truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến sự việc bé gái 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội nghi bị người giúp việc bắt cóc. Chiều 21 tháng 9, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm cho biết, ông và lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm đã về Hải Dương thăm hỏi động viên gia đình cháu bé. Theo ông Hồng, gia đình cháu bé đã làm các thủ tục lo hậu sự cho cháu vào khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 9. Nghi can tấn công bé gái là Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Sau khi thăm hỏi động viên, ông có tiếp xúc với người thân của cháu bé.
Lúc này, bố mẹ của nạn nhân cho biết nghi can từng là người giúp việc của gia đình. Hàng ngày, họ đối xử với nhau tốt, không xảy ra điều tiếng, mâu thuẫn. Ông Hồng cho hay gia đình họ ngỡ ngàng, không hiểu vì sao lại xảy ra sự việc như vậy. Đồng thời cho biết nữ giúp việc đã làm cho gia đình cháu bé một thời gian. Nạn nhân cũng là con đầu lòng của đôi vợ chồng này. Trước đó vào tối 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19 tháng 9 tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh truy bắt nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang. Công an Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt nghi phạm và giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu tại ao thả cá thuộc trang trại ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều ngày 21 tháng 9, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, ông và trưởng Công an huyện Gia Lâm đã về Hải Dương thăm và động viên gia đình cháu bé NHT, tên viết tắt 2 tuổi, là bé gái bị bắt cóc ở Hà Nội trước đó. Sau khi thăm hỏi, động viên, ông có tiếp xúc với bố mẹ cháu bé. Gia đình cho hay đã lo hậu sự cho cháu vào đêm ngày 20 tháng 9. Bố mẹ cháu bé cho biết cháu T là con đầu trong gia đình. Hàng ngày gia đình vẫn luôn quan tâm, đối xử tốt với Giáp Thị Huyền Trang, nghi phạm bắt cóc cho bé. Không có chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu tại sao nữ giúp việc lại làm hại con họ. Nữ nghi phạm đã làm giúp việc cho gia đình cháu bé một thời gian. Sự việc xảy ra khiến gia đình cháu bé hết sức bất ngờ và đau lòng. Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng chiều ngày 19 tháng 9, tại khu đô thị cao cấp thuộc địa phận xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, một đối tượng là nữ giới đã thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em và nhắn tin tống tiền gia đình cháu bé với số tiền 1,5 tỷ đồng. Ban đầu xác định nghi phạm thực hiện hành vi trên là Giáp Thị Huyền Trang, có hộ khẩu thường trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.